Xin chào cô chú anh chị và các bạn đã đến với kênh Thầy Giáo Tí Hon. Hôm nay là ngày thứ hai team của My ở Sapa. Thì là hiện tại là cả team đang đi chợ Sapa nha. Hôm nay ngày thứ hai nhưng mà vẫn mưa. Đen, đi du lịch trúng toàn ngày mưa. Nên là mới đầu là sáng nay định đi Fansipan nhưng mà tại vì trời mưa nên lại chuyển qua ngày mai. Bây giờ mình đi thử chợ Sapa như nào, mình nghe bảo to lắm. Hình như là ở chợ này nó bán, người ta bán rất là nhiều tất cả các mặt hàng ấy. Thuốc men, đồ lá, hoa, cỏ rừng, đồ cũng nhiều lắm. Đi đằng nào? Phải không? Sao lại đi ra? Có một bạn ở trong nhóm toàn là đòi đi ăn mèn mén thôi nhưng mà không có tìm ra mèn mén. Chị ơi, cái này, cái màu tím này là mình trộn cái lá gì nó ra màu tím đúng không? Đó là cây cẩm. Cây lá cẩm à. Cái này nhỏ xíu. Lấy cây vừa vừa đây nè. Lấy cây vừa này, đừng lấy cây kia bé quá. Chị ơi, một người đã ăn được 5 ống rồi. Không, làm gì ăn một người ăn 5 ống. Lấy một ấy thôi. Nấm tích dương. Đó, cái này là tăng cường sức khỏe. À thế hả? Nấm tích đường á. Thế nấm tích dương hay là nấm đường? Nấm tích dương. À, nấm tích dương. Cái này là gì vậy nhỉ? Đây là cái gì đấy? Cái này cũng là sâm nè. Sâm nhưng mà kiểu nhìn ngon. Cái này là cái gì không biết, toàn cái toàn là, ê, nó thơm lắm ấy. Cái này nó thơm mùi thuốc bắc ấy. Thơm gì? Toàn là mùi thuốc bắc thôi, ở đây toàn mùi thuốc bắc thôi. Ê, nhìn cái này, gì kìa, cái này. Nhìn cái quả gì nhìn lạ lạ đấy. Kén hả? Mùi hả? Nấm ngọc cẩu. Cái này là ngọc cẩu đúng rồi. À, ngọc cẩu, củ tứng khửng. Đọc tên nghe hơi khó đọc nha. Củ tứng khửng, mú từng tươi. Trời ơi, mú từng tươi, mú từng tươi, mú từng tươi. Khó đọc. Đọc mấy cái tên kia hay lắm bà, đọc ấy. Củ tướng khửng, mú từng tươi. Để ta đọc tiếp đây này. Củ... Đó là dễ rồi. Củ tứ khửng, mú tường tươi, nấm tích dương. À, biết chào anh em, đây là nấm tích dương nhá. Tích dương là gì mọi người có biết không ấy? Theo mình biết thì tích dương ý là bồi bổ cho các anh em ấy. Đi nào, tào lao á. Còn cái này bồi bổ gì đấy? Còn cái này bồi bổ cho các chị em à hay gì? Ê, cái này bồi bổ cho các chị em hay gì? Mầm đá hả? Sầm đá, sâm đá hả? Nhìn cái này hay nhỉ? Ngọc cẩu, ngọc cẩu, ngọc cẩu cũng là tốt cho anh em đúng không? Cho anh em hả? Mà đại khái là tất cả những cái món này là toàn tốt cho anh em, chả thấy tốt cho phụ nữ cái gì cả. Phụ nữ chỉ cần hưởng thôi, không phải đâu. Tốt rồi. Ừ, đấy, toàn tốt cho anh em. Một người khỏe, hai người vui mà. Ê, cái này cũng là chẩm chéo nha, nhưng mà nó khác nha. Ủa? Chị ơi, cái này để ướp nướng à? Hay là chấm? Nhỏ này 60. Có nên mua thủ về nhà mình có mắt khén hạt dổi đây nhỉ? À, nhà mình có rồi. Hạt dổi mắt khén này luôn. Hai bạn này xem ở trên TikTok nhiều. Dạ, bỏ lắm. Bỏ lắm cái mùi. Dạ, em cảm ơn. Mua đi. Rồi em mua đây, cho em mua. Chị mua đi. Chị mua đó. Chị lấy mấy con? Ê kìa, cái hạt dẻ kia nó to thế. Nó cho mình 2 cân đi. Ê chị ơi, tránh chỗ em coi hạt dẻ này coi nè. Vâng chị ơi. Hạt dẻ này nó to thế. Vâng. Cái này bao nhiêu 1 kg hả? Không được đâu ạ. Sao cái này tao đùng hết. Ủa chị ơi, cái hạt dẻ này mình cũng luộc hả? Cái đấy luộc hoặc là về nấu canh. Mà cái nhúm này cho nó trông đẹp chứ. Đây. Ở chợ ở Sapa thì chắc chắn là không thể thiếu thịt lợn, thịt trâu góc bếp được. Măng, mắc khén. Đó. và hạt rẻ, táo mèo. Táo mèo dùng để ngâm rượu. Sao? Sao tính với ông vậy? Wow. Có, em chẳng có biết sao. Nhưng mà đưa tôi làm nha. Nhưng mà làm thích thật. Nó kiểu nó massage đầu ấy. Chị làm cho em, chị làm cho em. Làm cho anh. Massage đầu luôn. Đã. Mặc phê. Mua này đi. Không, em rửa nổi ra cái. Mua cho anh cái đấy đi. Anh thích à? Anh thích. Ừ. Anh thích cái này à? Ừ. Được. À. Anh thích cái này cái gì? Rồi mua cái đấy luôn. Ok. Có bó không chị? 20.000 rẻ bỏ. Trời, hình như là ở ấy có 15.000 hay 10.000 gì thôi. Cái này là massage đấy. Đẹp. Lạnh cực. Này mùa hè á, phê bỏ thử lạnh á. Đi chợ một lúc này, đấy, đứa nào xách tay này. Tay sách này. Nách mang này. Đấy. Cái này là ốc đỏ. Này là cái này là ốc đỏ. Ốc đỏ trắng. Cái này là 50.000 một cân. 50.000 một cân ốc chó đỏ hả? Chó lầy, tay em mua chứ ốc chó lầy nó 120 một cân nó bị khác. À thế ạ. Ốc đấy em đặt nó là ốc chó này. Đấy, 3 cân này đi được một cân này. Ơi cả nhà, bây giờ đi chợ xong rồi đi về đây. Ôi, mệt mỏi chân chưa? Mỏi. Mỏi rồi. Nào mấy đứa kia mua hết đồ chợ chưa? Mua hết rồi. Có một thành phẩm, có một nhân vật sĩ khá là nhiều. Alo alo. Nó sỉ gần hết chợ rồi. Hết chợ luôn. Mua mà 2 cân mắc khén. 2 cân mắc khén. Mấy túi chẩm chéo, mấy hộp chẩm chéo. 2 hộp chẩm chéo, ốc chó rồi là hạt dổi. 3 chai tương ớt, chỉ 3 chai tương ớt. Ăn tận vào miền Nam. 3 cân gì đấy nhỉ? Ốc chó. 3 cân ốc chó. Cái gì nữa ta? À, định mua cả hạt rẻ nữa chứ. Không có hạt gì. Hạt dổi 2 chai một hạt, sỉ 3 lạng. Hạt dổi 2.000 một lạng. À quên, 2.000 một hạt á. Sỉ 3 lạng. Sỉ 3 lạng. Mang về tận Vũng Tàu. Đây là khu chợ xem phong cảnh Sapa. Chưa bao giờ thấy ăn mì tôm mà ngon đến lạ luôn. Ăn mì tôm mà nó ăn mì tôm ăn ngon hơn đấy. Ngon hơn hôm qua 50.000 mà bác. Mì ngon. À, mì ngon quá à, chua. Chảo hát tôm ngon. Ngon hát tôm ngon hả? Nhưng mà lý do tại sao lại ăn mì? Lý do tại vì nhắn thịt nhắn tại vì tìm ở đây tìm quán cơm hơi khó ấy. Nên là toàn là phở, phở bò, đồ bún bò, đồ không ấy. Nên là ăn mì cho nó nhanh. Cô chú anh chị ơi, và bây giờ thì hai vợ chồng Hùng đang có mặt tại vườn Vô Cực. Đấy. Ở trong này hình như ở trong này nghe mọi người review là trong này rất là đẹp, thì bây giờ nhóm của Hùng My sẽ đi xem thử như nào nha. Đây là điểm mà check-in mới của Sapa. Em chào anh Toàn. Thì không biết là ở trong vườn mình là có những cái khu để mà mọi người check-in tự sướng như nào ạ? Giới thiệu với các bạn là ở vườn Vô Cực ấy thì có khuôn viên là rộng hơn phải 4,5 hecta. Dạ. Thì bên khu trên cổng, từ cổng xuống ấy, thì chúng ta đi qua đấy mà khu tham quan trải nghiệm là khu vườn Nhật Bản, vườn cổ trang, sau đó đi xuống một số các cái vườn hoa là khu văn hóa dân tộc, gồm có các nhà sàn, nhà trình tường và một số các cái hoạt động của người dân tộc ở đây. Dạ. Thế thì đi vòng xuống tiếp theo cái lối đó thì mình sẽ qua một số các cái điểm check-in. Dạ. Như là bàn tay vàng này, cầu gỗ này, nhà pơ mu này, nhà gỗ pơ mu này, vân vân. Dạ. Sau đó thì chúng ta vòng lên đi tham quan một số các cái điểm như là bể bơi Vô Cực, và bể bơi là to nhất bây giờ luôn. Và nó diện tích như nào anh ạ? Cái diện tích của bể bơi này là 400 m². Dạ. Khá là rộng luôn. Bây giờ mời các bạn cùng với vợ chồng Hùng cùng đi khám phá vườn Vô Cực nhé. Đây là sơ đồ tham quan của vườn Vô Cực. Rộng thế nhỉ. Để mà check in được hết những cái này thì có khi phải hơn buổi anh nhỉ? Phải cả ngày đấy. Dạ. Nếu mà cả chụp ảnh với cái thứ nữa là phải đi cả ngày đấy. Dạ. Và bây giờ bọn Hùng sẽ vào trong vườn, thì sẽ đi qua sẽ có cái vé khách mời của bên vườn Vô Cực mời nha. Cảm ơn vườn rất là nhiều. Dạ. Ok. Rồi. Vâng, cảm ơn anh. Ôi rộng lắm. Wow, nguyên một đồi hoa sim luôn. Đúng rồi. Đây là hoa sim á, tím sim. Những đói hoa sim, ôi những đói hoa sim. Ở trên này view xuống thì rất là đẹp cả nhà nha. Cái này mà những hôm mà mây nó ấy buổi sáng rồi thì chắc là săn mây được. Ui cái hồ bơi đáng nhá. Buổi chiều tí nữa thôi. Cái hồ bơi nhỉ? Ở dưới cùng là hồ bơi cả nhà nha, hồ bơi Vô Cực. Wow. Trang trí các cái nhà đây thì màu sắc rất là sặc sỡ luôn. Có vườn Vô Cực, tuổi thanh xuân tự nhiên tôi say nắng cậu này. Đây em vào xem đi. Wow, có cả váy rồi ấy rồi. Cái bộ này trông xinh chưa nhỉ? Đây có rất là nhiều bộ cả nhà nha. Cái bộ này xinh chưa? Xinh này. Ô bố đó mưa mặc vừa đấy mà. Bố đó mưa mặc vừa đấy. Đây, bọn em có ai thuê mặc đi thì mặc. Mơ có muốn mặc bộ này không? Không hả? Hôm qua kiểu cũng chụp ảnh rồi nên hôm nay ngày mặc. Trang phục rồi ấy, ba bọn em mặc bên kia rồi, năm nay là không muốn mặc nữa. Em vào xem. Này các bạn bên này có thuê trang phục mặc vào chụp ảnh này. Đây là đang đi vào khu vườn Nhật, đúng với cái tên của nó. Đẹp không? Đẹp. Xin mời các bạn. Các bạn có muốn chụp ảnh không? Các bạn có muốn chụp ảnh đẹp không? Đấy đứng ở chỗ chị Mơ rồi. Đây tôi chụp cho bà rất là đẹp luôn. Tôi chụp cho bà này. Đây chị Mơ. Ủa rồi bà đứng gáy tướng gì mà lạ kỳ vậy bà? Giờ My đang ở trong ngôi nhà Nhật Bản. Wow. Đẹp đấy. Đẹp lắm. Đẹp không? Ý. Wow. Wow. Ui, đẹp quá, khung cảnh à. Vô Cực đẹp. Ui, chị Mơ chơi gì đã tự sướng đây kìa. Tự sướng mọi lúc mọi nơi. Hình như là ở ngoài kia cũng có thuê đồ cổ phục đúng không anh? Đúng rồi. Đây là cái khu chụp cổ phục cả nhà nha. Khi mà mọi người đấy thuê bộ đồ vào, và đây là chính là cái phong cảnh để mà mọi người vào chụp ảnh ở đây. Wow. Đấy, cái này đấy mọi người, cái nãy không thuê đồ, nãy mọi người thuê đồ thì chụp ở đây thì tuyệt vời luôn rồi đấy. Mình có thể xài được điện thoại đâu. Được. Đấy. Bà bị ngồi đó hả? Có kéo đất nha. Ôi giời. À. Khi mà các bạn mà đến với Vườn Vô Cực ấy, thì gọi là rút kinh nghiệm của Hùng với My đó là khi mà vào trong cái nhà mà để các cái trang phục dân tộc ấy thì các bạn nên thuê một bộ đồ, chẳng hạn như là những cái bộ đồ về dạng cổ trang kiểu này này, và ngồi đây chụp thì là nó sẽ hợp, rất là hợp luôn đấy. Đúng rồi. Ừ. Nãy Hồng My không biết, không để ý cho nên là không thuê. Cũng không biết là ở trong này có cái cổ phục này kiểu để chụp cho kiểu Trung Quốc đúng không? Ừ. Của hồi xưa của người Trung Quốc á. Đây, cả nhà nhớ rút kinh nghiệm nha, và nhớ đến điểm này nha, rất là tuyệt vời luôn à. Hôm qua giờ Hồng đi thì là chỗ này mới chỉ vào một tí thôi, nhưng mà những cái cảnh mà vợ chồng Hồng đi qua rồi thì thực sự rất là đẹp luôn. Đấy, còn nhìn phía bên phải thế đây không? Thế đây không? Thế đây không? Nha Sang. Đây là những nhà văn hóa các dân tộc ấy. Đấy, thì như anh nói thì là các họa sĩ người ta đến đây và bên nhà vườn thì sẽ cung cấp tất cả những cái màu vẽ rồi ấy cho những người ta vẽ các cái bạn dân tộc ở đây luôn, và tặng lại cho vườn luôn. Rồi các bạn. Chỗ này là treo các tranh, đáng lẽ là bình thường anh bảo là sẽ treo hết ngoài đây này, nhưng mà trời mưa cho nên là đưa vào hết. Những cái khung này là mình làm sẵn để cho các họa sĩ người ta lên đây người ta tham quan ấy, thì người ta sẽ vẽ luôn, vẽ người ta tặng lại luôn. Cái này là cái nồi để tạo vẽ phải không? Đúng là để tạo dáng để vẽ đấy. Nhưng mà ướt quá à? Định ngồi đây là tạo dáng nhưng mà nó ướt. Những cái bức tranh này là các họa sĩ người ta đến đây người ta vẽ đúng không anh? Đúng rồi. Đẹp nhỉ. Chân dung của cô gái cái này khô giáo này, người Kinh. Dạ. Còn cái bạn trong kia là đây, người Mông, của Sapa đấy. Đây bạn này những cái người Mông có cái mặt này, nhìn nó tròn tròn. Ồ, người ta vẽ người ta không ghi tên tác giả lên luôn này. Cũng có cái họ ghi. Dạ. Đây có những cái ảnh của các cái dân tộc này. Chân dung của thầy cúng người dao đỏ. À, thầy cúng ạ. Thầy cúng người dao đỏ. Bức này của cô gái người. Ôi, mơ làm gì đấy? Mơ làm gì đấy? Mơ đâu ngờ cưới xây rồi, nhà mơ rất là vất vả các bạn ạ. Nhà nghe ngấu lắm. Đâu xây đi, như thế khi nào cho nát. Cho được vòng chứ. Đẩy mạnh nữa thì nó mới được một vòng. Không đủ sức. Đây, phụ vô. Ai đi? Ui giời, đúng rồi. Ui. Ai được rồi đấy, khổ mẹ bảo là phải chịu khó xây ngô các bạn ạ. Xây cho nó giảm eo đi. Không có mẹn mét. Xây ngô đây không có mẹn mét nữa. Cười với bà. Bà múa hay là bà xây đấy? Xây thầy. Thôi tối nay mình phải vất vả đi để có mẹn mét mà. Bạn nào muốn ăn mèn mén thì đến nhà mình. Đưa tôi phụ bà xay mèn mén, bà cho tôi miếng mèn mén thế nào. Vô làng ô má ơi. Ôi còn có tay kẹt tay đấy. Như các bà đây khi nào mới có ăn không? Yên tâm tối nay có mèn mén. Cả nhà ơi, và tiếp theo đây đấy được gọi là ngôi nhà nấm. Ngôi nhà này tại sao được gọi là ngôi nhà nấm? Tại vì nó được xây thành hình tròn những cái hình cái nấm. Và ngôi nhà này chính là nhà mà đặc trưng của người Mông. Đây, ở cái phòng này là cái phòng buồng dành cho chẳng hạn như con dâu ấy. Đấy, con dâu ở. Còn đây là các cái tượng mà người Mông người ta điêu khắc lên. Đấy, và có một điều cũng khá đặc biệt đó là những cái tường này là được đều xây bằng đất hết, xung quanh là đều bằng đất hết. Đó. Và nghe anh bảo là những cái tường này thì súng bình thường bắn thì sẽ không có thể xuyên qua được ạ. Bằng đất nhưng mà không xuyên qua được tại vì nó rất là dày. Cô chú anh chị như vậy nhìn thấy ở cái chỗ thành cửa sổ đây là biết cái độ dày của cái tường đất này là như nào đấy. Đó. Và đây là cái mái nhà của họ. Đó. Đấy. Đây là cái cầu gỗ này. À đây cầu gỗ đây đúng không ạ? Đi trên đó thì nó gần giống kiểu cái sàn cái thời trang của cắt guốc, gọi là cắt guốc người mẫu đấy nhỉ. Cái này là nó làm giống mô hình giống như kiểu là cổng trời đúng không anh? Cổng trời của Bali đấy. Dạ. Mệt không? Mệt nó gần xíu luôn này này. Xíu rồi đó. Như họ làm cái này. Wow, đây đi đi. Đây chụp ảnh ở đây đi. Ơi. Lên thở hơi lấy người lên luôn. Này. Mi lên trên chỗ bàn tay. Nhờ anh chụp cho mấy tấm. Không ạ. Cả nhà hiện tại thì hai vợ chồng đang ở chỗ bể bơi Vô Cực ở vườn Vô Cực đấy. Hôm nay đi thì là không có trời, không có nắng lắm nhưng mà mọi người có thể nhìn thấy ở phía sau lưng My không? Rất là đẹp nha cả nhà nha. Phía sau lưng My là đồi núi và mây nó bao phủ luôn. Đây. Có một cái đàn piano ở giữa để check để sống ảo này. Nè, nhìn này ở dưới này toàn là thấy mây. Hôm nay nếu như các bạn mà đi trúng vào ngày nắng đẹp ấy, nắng trong xanh ấy, thì rất là đẹp luôn khi mà mình check in ở cái bể bơi Vô Cực như này. Đúng rồi. Rồi siêu mẫu. Hoa hậu Vũ Lan xin chào. Rồi chị đây làm gì đây? Đấy bà này bà rất là mẫu nha cả nhà. Bà mẫu lắm, chỗ nào bà cũng lội bà chụp hết á. Cả nhà ơi, thế là hai vợ chồng Hùng cũng như là team là đi một vòng là cũng đã gần hết kia vườn Vô Cực rồi. Thì em thấy khi mà vào vườn đây thì em thấy như nào, cảm nhận của em? Nó trước tiên là nó rất là đẹp nha cả nhà, chỗ nào hoa rồi đồi hoa rồi rất là đẹp luôn á, tha hồ mà sống ảo cho các chị em luôn. Thì với lại có một cái đặc biệt nữa là khi là mình ở trên này á, thì tầm 3 giờ chiều á, là mây nó sẽ bay dần lên, nó bay qua ấy là sương mù là không thấy trắng luôn, là không thấy gì cả, nhưng mà một lúc nó lại tan đi, cái đó rất là hay luôn. Và em thấy có thấy hối tiếc điều gì không? Hối tiếc gì nào? Hối tiếc một cái là em chụp hình hơi ít tại vì trời mưa. Ngoài cái chụp hình ít thì anh thấy em vẫn còn hối tiếc một cái nữa đấy. Cái gì? Đó là có những cái khung cảnh như là cổ trang này thì rồi. Nếu như mà mình có những cái bộ đồ cổ trang những người vẽ này mình chụp ấy thì nó phải là tuyệt vời hơn nữa đúng không? Kiểu như là có một chút cái gọi là không phải là góp ý mà là cái gọi là gì nhỉ? Đi suốt rồi, không phải không gì rồi, tức là nếu mà ở chỗ ở chỗ cái điểm du lịch của mình có thêm đồ cổ trang cho con nít thì nó rất là tuyệt vời luôn á. Tại vì nguyên một team của Hùng My ở Tí Hon ở ngoài Hà Nội thì phải 10 mấy 20 người, nên mỗi lần mà ví dụ rủ được tầm 10 người vô là thuê hết đồ luôn á, mặc đồ cổ trang và quay những cái cảnh chiêu ở những cái khung cảnh cổ trang ở dưới này. Và ở đây còn có rất là nhiều cảnh đẹp nữa, và Hùng nghĩ là lần sau khi mà có nhiều bạn Tí Hon lên thì sẽ chọn một ngày đẹp trời có nhiều mây và nhiều mây rồi nắng này. Để mà chụp ảnh sau vì ở đây. Và Ở đây có cái bể bơi Vô Cực rất là đẹp cả nhà nha. Và cả nhà khi mà đi Sapa thì Hồng nghĩ là cái điểm mà vườn Vô Cực là không thể bỏ qua được ạ. Chắc chắn từ đây về sau những cái người bạn của Hồng khi mà đi lên Sapa thì chắc chắn Hồng sẽ bảo họ ghé đây, tại vì đây là một điểm mà rất là tuyệt vời. Và bây giờ thì Hồng xin kết thúc video này ở đây. Hồng xin chúc tất cả các cô chú anh chị đang xem trên video có một ngày vui vẻ, có thật nhiều sức khỏe nha. Và bây giờ xin chào, bye bye.